thì đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có con súp nào có thể là đánh đồng với lượng con súp mở ba này. Xin chào tất cả mọi người. Thì mọi người có thấy trước mặt mọi người đây chính là chiếc súp Wafer đã hành trình với Vũ, đồng hành cùng với Thiên Vũ nay là được từ 3 năm rồi. 3 năm hơn là khoảng 4 năm rồi. Thì tại sao đến bây giờ mà Vũ vẫn còn bán nhiều chiếc súp này thế này như vậy? Thì hôm nay cái video này Vũ sẽ chia sẻ với mọi người cũng đôi điều một số lý do mà sản phẩm này Vũ vẫn chọn nó làm những sản phẩm chính mà mang lại những trong những bộ dàn karaoke cho gia đình từ trung cấp cho đến cao cấp vẫn sử dụng chiếc súp này. Về đầu tiên các bạn thấy không? Đây là một chiếc súp Wafer thiết kế về phần gỗ là một hạng mục của Pro. Nó không phải là đồ home các bạn, súp là súp Pro. Và cái thứ hai là súp này là súp điện, không phải là súp hơi. Đó, không phải là súp bắc xì hơi giống như chiếc súp mà 4 tấc khác. Nhưng mà khả năng của chiếc súp này mang lại rất là lớn, cũng như là hiệu suất hoạt động rất là cao của M3 đem lại. Và thương hiệu là của SE Auto Technic mọi người ha. Đó. Thì cái chiếc súp này á là đầu tiên á là cái về cái công suất và về thiết kế. Thì về công suất hiện tại chiếc súp này đang mang lại là 400W RMS các bạn. 400W RMS. Thì con này á, có khả năng là peak lên đạt đỉnh cực đỉnh luôn á, là 1200W peak. Và SPL của con này là 129 dB. Đó, tức là công suất mặc định của dB á, ở hoạt động mà bình thường karaoke thì nó sẽ đâu đó nó dao động là khoảng là 123 dB. Đó, là công suất hoạt động liên tục. Và các bạn thấy về thiết kế không? Rất là nhỏ gọn. Với cái khả năng của con súp này á, là đánh kép 2 bát 10 in và đánh theo V, theo nhà hãng chia sẻ ra. Đó, đánh chữ V các bạn nên bởi vậy vì cái bố cục và cái thiết kế về phần vỏ cũng vậy. Nó làm rất là cái độ hoàn thiện rất là cao, rất là cứng cáp. Nên nó tạo ra được một chiếc súp gắn trong gia đình với thiết kế nhỏ gọn và công suất lớn như thế này. Và có một độ sâu là xuống tận 40 hẹt. Đó, các bạn thấy không ạ? Về cái phần khung các bạn. Để mình sẽ quay qua các bạn coi phía sau. Đó. Mình cho các bạn coi phía sau. Hiện tại là đây có hai con là mình chuẩn bị giao khách các bạn. Ở bên mình sẽ còn một cái vị trí mình chứa. Đây. Đó. Nó sẽ có về phía sau rất cơ bản. Đảo pha. Giải tầng súp. Level súp. Đó là volume các bạn ha. Chúng ta có thể chọn. Đấy. Đơn giản thôi. Nó rất là cơ bản. Và nguồn tín hiệu in out của nó cũng sẽ không sử dụng là ngõ AV mà nó sẽ RCA đó, mà nó sử dụng ngõ là Canon luôn, chuyên nghiệp. Và hiện tại con này á mà Vũ đã bán đến thời điểm 3 năm mấy này thì bạn biết số lượng rất là nhiều rồi. Nhưng mà súp Wafer này mình chỉ nhận lại khách hàng từ giai đoạn mình bán đến bây giờ chỉ một cái duy nhất đến bây giờ thôi là bị lỗi bo nguồn. Đó là các bạn biết là trong những năm qua mà mình đã bán mà mình chỉ bị đúng một con duy nhất thôi. Rồi ok, thì các bạn thấy về các bạn nhìn cái form của các bạn, cái này nó tương đồng với các bạn là một chiếc súp 4 tấc. Tương đương với một chiếc súp 4 tấc với công suất 300W. Thì cái súp này Vũ thường chọn nói vì các bạn về đánh nè, chất âm á, độ sâu mềm và độ lực có nè. Cái thứ hai là về thiết kế nhỏ gọn. Và các bạn nhìn rất là chuyên nghiệp. Và tại vì về cái thiết kế nhỏ gọn nên nó rất là phù hợp rất là nhiều không gian. Nhiều khách hàng không gian trong gia đình, những cái nhà sang trọng á, khách hàng không thích một chiếc súp Wafer mà 4 tấc, 5 tấc to, rất là phô trong cái căn nhà của họ, nên khách hàng sẽ không thích những cái con súp mà to mà bị phô như vậy, mà yêu cầu là công suất phải lớn nữa. Nên đây là ra một chiếc súp thôi, nhưng mà nó nằm trong gọi là những giải pháp. Nên bởi vì vậy là cái M3 đến thời điểm này Vũ vẫn chưa có thêm một dòng sản phẩm nào mới cùng phân khúc và cùng giá thành. Hiện tại con súp này đã lên giá một lần do dịch Covid, thì hiện tại nó đang ở mức giá đâu đó khoảng 16-17 triệu. Nhưng về có công suất nè, sẽ đỡ tốn được tiền men đó các bạn. Đó. Và công suất cao nè, đó, thiết kế nhỏ gọn nè. Thì đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có con súp nào có thể là đánh đồng với lượng con súp M3 này. Ở đây Vũ review để cho mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn, để mọi người nhìn ra một con súp ngoài việc là chất âm hay, ngoài trực thì nó còn liên quan đến thiết kế, rồi nhu cầu của khách hàng nữa và cái yêu cầu khách hàng đề ra nữa. Nên nó là một cái con súp phải nói là mang lại cho Vũ rất là nhiều hiệu quả và rất là nhiều khách hàng thích. Và độ bền cũng vậy nữa. Đó. Các bạn thấy không? Vậy bạn có thể quay cận cảnh mọi người, đã lâu rồi Vũ không review lại.
Nhưng mà hôm nay về hàng nhiều nên mình sẽ review lại cho mọi người coi, và mình sẽ nói lại cho mọi người đến súp này là những khách hàng mà đến đây, cái con súp M3 vẫn là một con súp chủ động mà chủ đạo mà Thiên Vũ luôn ưu tiên cho khách hàng với những cấu hình tầm trung hoặc là tầm cao. Thì nếu mà với những khách hàng mà những phân khúc mà tầm cao cấp hơn nữa thì có sử dụng những thương hiệu khác, mắc in ngoại, mắc in ở châu Âu hay châu Mỹ gì đó. Còn con này vẫn là mắc in China, dù là thương hiệu là của Đức nhưng mà sản xuất vẫn là của China. Và chính sách bảo hành con này cũng rất là đầy đủ và an toàn đó. Và độ bền cũng khá là cao đấy. Thì đây là một cái video mình chia sẻ ngắn cho tất cả các bạn xem cái kênh của Thiên Vũ, một chiếc súp. Mọi người có thể đăng ký kênh, chúng ta có thể review về những năm trước, khoảng 3 năm trước, 4 năm trước gì đó. Cái kênh Vũ đã lên chiếc súp này rồi đó. Và đến bây giờ mình vẫn có bán rất là nhiều và nhập rất là nhiều súp này. Nên khi mà mọi người bỏ một số tiền ra, mọi người nếu mà chọn về, các bạn chọn về M3 thì các bạn cứ yên tâm là chúng ta bỏ tiền rất là xứng đáng luôn, cực kỳ xứng đáng, một chiếc súp rất là ok luôn. Ok, nếu cái video này á, các bạn thấy Vũ chia sẻ mà hay á, thì các bạn đừng quên ủng hộ cho Thiên Vũ một like, share. Vũ sẽ làm nhiều cái video hay, hoặc là Vũ sẽ nay mình sẽ đổi một chủ đề, mình sẽ lo những sản phẩm cũ ra và những cái nào còn bán mình sẽ review cho mọi người cùng xem. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye nhé.